Hi, xin chào ba mẹ. Trẻ 6 đến 12 tháng ăn trái cây gì thì tốt cho sức khỏe của bé? Đó là một cái câu hỏi được rất nhiều ba mẹ thắc mắc và băn khoăn. Khi bước vào giai đoạn ăn dặm, tất nhiên là bé sẽ cần thức ăn dinh dưỡng cân đối để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của mình. Một trong những thứ cần thiết tất nhiên là trái cây. Hôm nay ba mẹ hãy cùng mình tìm hiểu những cái loại trái cây nào mình nên giới thiệu cho con khi mà con tập ăn dặm nhé. Trong độ tuổi từ 6 đến 12 tháng, bé cũng cần được làm quen với nhiều hương vị trái cây theo độ tuổi. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giai đoạn từ 6 đến 7 tháng thì trẻ nên ăn trái cây gì. 6 đến 7 tháng là giai đoạn trẻ đang bắt đầu được giới thiệu về những cái món ăn và được ăn dặm. Có một số loại hoa quả ba mẹ có thể tham khảo để giới thiệu cho con, đó là chuối, xoài ngọt, bơ và dưa lưới. Đối với chuối, chúng ta nên dùng ở dạng mịn hoặc là xay nhuyễn. Có nhiều loại chuối có thể được lựa chọn. Nhìn chung là ba mẹ chọn loại chuối chín, mềm và ngọt, có nguồn gốc đảm bảo cho bé là được. Tiếp theo là trái xoài ngọt. Ba mẹ hãy xay nhuyễn hoặc là làm nước ép xoài. Cũng có thể làm những cái món ăn phụ như là đậu phụ non yến mạch sốt xoài, một món ăn rất là ngon cho bé. Tiếp theo là dưa lưới. Ba mẹ có thể dùng trong các miếng nhỏ, sắt nhỏ hoặc là có thể ép nước. Quả bơ thì ba mẹ có thể xay nhuyễn cho bé nhé. Khi bé bắt đầu bước sang giai đoạn 8 đến 9 tháng tuổi, có một số loại hoa quả gợi ý ba mẹ có thể cung cấp cho bé, đó là đu đủ. Loại quả này rất tốt để hỗ trợ tiêu hóa cho bé và thường được dùng để hỗ trợ điều trị táo bón ở trẻ sơ sinh. Tiếp theo vẫn là chuối. Chuối có kết cấu mềm và tốt cho tiêu hóa của trẻ. Hay là quả lê chứa rất nhiều vitamin A, B, C, canxi và ít natri. Quả cam là loại trái cây rất giàu vitamin C nhưng lại có vị ngọt. Nếu như lựa chọn trái cây có múi ngọt, ba mẹ hãy rửa thật sạch và có thể ép lấy nước và đảm bảo là cam hay bưởi được loại bỏ hoàn toàn hạt để tránh nguy cơ bé bị hóc. Táo có chứa rất nhiều kali, canxi, magie, phốt pho, vitamin A và vitamin C. Nó thậm chí còn tốt cho mắt của em bé. Quả bơ có kết cấu mềm và ngon, rất thích hợp để trở thành một loại trái cây cho trẻ. Bơ rất giàu axit béo, không bão hòa đơn, chất xơ, kali và vitamin K. Xoài có kết cấu mềm và các chất tốt cho sức khỏe của trẻ. Dưa hấu tốt cho sự phát triển của cơ thể vì nó có rất nhiều vitamin A. Hàm lượng vitamin A trong dưa hấu có thể giúp làn da của em bé khỏe mạnh và tươi sáng, bao gồm hàm lượng vitamin C, giữ cho trẻ đủ nước và cũng chứa vitamin B phức hợp. Đối với mận thì có rất nhiều chất xơ. Quả anh đào là trái cây giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp chống lại các gốc tự do. Quả kiwi thì rất giàu vitamin C, chất xơ, kali và axit folic. Kết cấu của loại quả này cũng mềm, dễ ăn cho trẻ từ 8 đến 9 tháng. Còn khi bé đã từ 10 tháng tuổi trở lên, tất nhiên ba mẹ có thể cho bé ăn tất cả các loại trái cây dành cho bé từ 6 đến 9 tháng. Ba mẹ đừng quên giới thiệu các loại trái cây khác như là thanh long hoặc cà chua, quả việt quất, nho, dừa non, dâu tây, củ cải và vải. Bất kỳ loại trái cây nào cũng tốt cho trẻ từ 10 tháng tuổi trở lên. Trong quá trình pha nước hoa quả cho bé, bạn không nên cho thêm đường vì vị ngọt của hoa quả đã đủ cho bé. Cho dù chưa mọc răng nhưng bạn thực sự không cần lo lắng khi cho bé ăn những miếng hoa quả. Tuy nhiên, kích thước tất nhiên là cần phải được điều chỉnh. Đối với giai đoạn đầu, bạn có thể chế biến ở dạng nhuyễn hoặc là cắt thành miếng nhỏ để trẻ tập nhận biết kết cấu. Trong khi đó, đối với những bà mẹ đang cho con bú, tốt nhất là các mẹ cũng nên thường xuyên ăn trái cây để được lợi cho bé và tăng đĩa sữa. Trên đây là danh sách tham khảo những loại trái cây có thể cho bé ăn trong giai đoạn từ 6 đến 12 tháng tuổi. Ba mẹ lưu ý rằng từ 6 tháng tuổi, bé có thể ăn khoảng 50 đến 60 gram trái cây nghiền mỗi ngày. Khi độ 1 tuổi, khẩu phần này có thể tăng thêm, trung bình khoảng 100 gram trái cây mỗi ngày. Từ 2 đến 6 tuổi, bé có thể ăn khoảng 200 đến 300 gram trái cây mỗi ngày. Vậy tập cho bé ăn trái cây như thế nào là đúng? Các mẹ cần lưu ý những điểm dưới đây để tập cho bé ăn trái cây đúng cách, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Đó là với các loại trái cây chín mềm thì mẹ có thể nghiền nhuyễn hoặc là cho bé ăn trực tiếp. Với các loại quả cứng hơn thì mẹ có thể ép lấy nước hoặc là hấp cách thủy cho mềm và nghiền nhuyễn rồi mới cho bé ăn. Mẹ nên cho bé uống nước trái cây trước khi tập cho bé ăn trái cây vì vừa dễ hấp thụ mà mẹ lại có thể kiểm tra xem bé có bị phản ứng với loại quả nào đó hay không. Mẹ nên cho bé ăn hoa quả đúng mùa vì các loại hoa quả trái mùa có thể chứa chất độc hại.
Mẹ không nên coi bữa ăn hoa quả là bữa chính trong ngày mà cần phải đảm bảo các nhóm chất khác để đủ dinh dưỡng cho bé. Và mẹ không nên cho bé ăn cùng các loại hoa quả có chứa nhiều vitamin C và hải sản cùng một lúc. Mẹ không nên cho bé ắn hoa quả quá chua, quá đắng hay là cay vì nó có thể làm hại hệ tiêu hóa của trẻ nhé. Mình hy vọng là video vừa rồi đã cung cấp được những thông tin hữu ích cho mọi người. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cũng đừng quên ấn vào nút hình quả chuông ở bên dưới để nhận được thông tin mới nhất, sớm nhất mỗi khi mà mình phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.